Bà con kangaroo, bà con kangaroo đang đứng đây nói chuyện với nhau nè. Còn tối nay ngày tối cuối cùng ở tại cái thành phố Assisi, nhưng mà cái cũng không phải là mình mới tới ngày hôm nay thôi, nhưng mà ở đây qua một đêm rồi sau đó bắt đầu bay trở lại ở đây hả? Đâu có lên đèn gì nữa, cứ vậy thôi à? Cái này vùng quê mà. Vùng quê thì con đám này cái thị xã cái thành phố của cổ Assisi. Thì đâu phải thành phố mà nó lên đèn nữa. Không. Cái thành phố kia cái nơi chính là nằm ngoài ngoài đó. Cái này cổ. Em toàn thấy cổ không à? Dân kangaroo bên này đang nói chuyện quá chừng nè. Còn kangaroo bên này thì im. Kangaroo bên này thì đang ngắm cảnh. Ok. Đây. Kangaroo bên này quay lại cái nhá cho bức hình nè. Em xấu rồi. Ok, kangaroo bên này nha. Ok. Wow, cái này đẹp quá ha. Đây cái nó lên cũng nổi cái màu vàng vàng hay cái màu đẹp á. Ok, nhiều bức á. Có nhiều bức á. Cái góc này cũng đẹp này, góc này cũng đẹp nè. Đứng sang bên này không? Cái góc này đẹp nè. 19 tuổi. Ok. Cây ở đây cây cũng đẹp quá trường bà con. Cái nơi này sinh ra rất là nhiều các vị thánh bà con. Độc đáo quá trường, không biết mấy cái nhà mà chiêm tinh rồi mấy cái nhà mà bói toán này. Tới đây không biết họ có thể nhìn thấy được không? Những cái điểm điểm độc đáo ở đây thì để mà sản xuất ra những các vị thánh á. Mỗi lần kêu cưng cái là có chuyện. Hơn tuổi á. Đó, ở đây là cái đây là bắt đầu mình nhìn về cái thành phố đồ sộ hơn chút xíu thôi. Lớn chút xíu thôi chứ nó không có phải đèn bắt đầu lên để bà con ha. Là cái nào. Coi như cái ở nơi đây nó chung quanh cái hai cái ngọn đồi này. À, cái đông con đồi nó chạy vòng chung quanh đó bà con. Đó, từ vòng đây nè. Đó, cái vòng sang tới bên này. Rồi ở giữa là cái thung lũng để người ta trồng tỉa. Rồi sang tới bên này là cái thành cổ của Assisi. Nói chung là coi như từ bên này sang bên kia là cái thành phố Assisi hết trơn trọi. Nhưng mà cái này thì bên này nó thuộc về cổ.